Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Ok, và chúng ta đang ở trên con đường Phan Phúc Duyên. Phan Phúc Duyên anh chị ơi, con đường này em đọc ngọng là em đọc sai liền. Rồi, đây là con đường Phan Phúc Duyên nha. Đây là cái đoạn đang thi công cây cầu vượt Trần Quốc Hoàn, Phan Phúc Duyên. Ok, mình cùng đi tới xíu đi anh chị ơi. Công nhận cái chân cầu đây cũng dài thì anh chị, nó đâu từ đoạn này chạy vô luôn nè. Này chắc là đường ống nước rồi ha. Cái này là cái đường đi xuống của cái đường hầm bên trong. Ok, mình cùng đứng đây xíu đi anh chị nè. Ồ, nó mắc hơn. Đây là cái đường hầm anh chị ơi. À, cái đường hầm này nó là sao ta? Để em có cái bản đồ này giúp anh chị coi thử nha. Đây, mai mốt cái đường hầm nó hoàn thành nó sẽ như thế này nè anh chị. Đây, mình đang đứng vị trí này luôn nè anh chị nè, thấy không? Đó, mai mốt ở dưới đây nè, cái đường hầm nó có hai đường nè. Một đường, hai đường, đường hầm chạy qua nè, không? Hầm xuống đường Trần Quốc Hoàn nè anh chị. Đó, chạy qua đây. Trên đây thì sẽ có hai làn xe. Sẽ có hai làn xe hơi và xe máy ha. Đây anh chị. Đây là hai đường đi xuống ha, hai đường đi xuống nè. Đó, trước mặt chúng ta chính là hai đường đi xuống nha. Đó, hai đường đi xuống và phía trên là có hai làn đường. Qua bên đây là đường Trần Quốc Hoàn anh chị. Sau này đường thẳng là đường Trần Quốc Hoàn luôn nha. Đây. Cái cầu vượt nó đập rồi, sau này ta sẽ xây lại cái cầu vượt này ha. Đó, họ đang đập ra ha. Qua bên đây anh chị nè, mình đang đứng ở vị trí này nè, đây. Mình đang đứng ở vị trí công viên nè anh chị thấy không? Công viên nè. Đó, công viên Hoàng Văn Thụ nè. Đây, đường Trần Quốc Hoàn đang thi công nè. Đây là một cái nhánh đường ra đường Cộng Hòa nè. Đây, một cái nhánh ra đường Cộng Hòa đó anh chị. Đây, đường Trần Quốc Hoàn, đường 18E Cộng Hòa. Rồi đường Trần Quốc Hoàn chạy tiếp, gặp nhà ga T3. Và trước nhà ga T3 có cây cầu vượt cạn 1 km. Cầu vượt cạn 1 km nha. Con đường này rộng đâu đó em đọc là 48m anh chị nha. Đường rộng 48m ha. Đây, nhà trước nhà ga T3 thì có cây cầu vượt nha, cầu vượt cạn. Rồi, xuống đây gặp đường Hoàng A Thám. Hoàng A Thám nè. Rồi, đường Trần Quốc Hoàn chạy thẳng luôn. Hiện nay thì đang bị tách ắt cái đoạn này. Là vướng giải phóng mặt bằng đoạn này và đoạn đường C12. Cái đoạn này. Đường Cộng Hòa nè anh chị, đường Cộng Hòa này ha. Đường Cộng Hòa đây. Đường C12 vô đây. Rồi, nối thẳng đường Trần Quốc Hoàn. Đây, nhà ga T3, cầu vượt, đường Hoàng A Thám. Cái đoạn này đang vướng giải phóng mặt bằng anh chị nè, vướng hai cái đoạn này ha. Cho nên con đường này có thể là chậm tiến độ. Còn cái cầu này thì sẽ hoàn thành tháng 12 năm 2024 anh chị. Tháng 12 năm 2024 là sẽ hoàn thành cái cầu vượt này ha. Đó, vừa rồi em gửi cho anh chị hai hình ảnh ha. 31 tháng 12 2024 là sẽ xong cây cầu này anh chị. Và tuyến đường chính là 48m, 6 làn xe, tốc độ 50 km/h này không? Và trên con đường Trần Quốc Hoàn sẽ có hai cây cầu vượt. Một cây cầu vượt dài này là 42m. Và trước nhà ga T3 là cầu vượt trên cao. Và ra đường C2 á. Nè anh chị, đây có một cái đoạn viết nè.
Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý sẽ có một cây cầu nữa. Ở đó có một cây cầu dài 35m và hai làn xe. Như vậy là sẽ có hai hầm chui, một hầm chui đây và một hầm chui bên ngoài con đường Trường Chinh và Tân Kỳ, Tân Quý. Hầm chui này là dài 42m hai làn xe và hầm chui thứ hai là 35m hai làn xe. Rồi. Ok, và bây giờ thì con đường Trần Quốc Hoàng thì dài là 4 km gì ha, 6 làn xe. Với giá đầu tư là 4.800 tỷ. Có đoạn là 48m, có đoạn thì 25m. Mấy con đường nhánh thì 25m ha. Còn con đường chính thì sẽ là 48m. Rồi, đây là lối đi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài coi họ đang lắp cái cầu vượt tạm trên con đường Trần Quốc Hoàng như thế nào nha. Đây là bên trong của cây cầu, bên trong của dự án ha. Bên trong hai làn xe, bên ngoài hai làn xe và làn xe máy. Ra tới ngoài đây là người ta đang lắp những cây cầu tạm. Con đường này thì lúc trước là 5 làn xe, bây giờ họ đã thu hẹp lại còn có 3 làn xe thôi. Và sau này người ta bắt cái cầu tạm hai bên đó anh chị. Để chính giữa này họ còn thi công nữa ha, là họ cho xe đi hai bên. Nó bây giờ đang xe đi giữa, sau này họ cho xe đi hai bên, họ thi công phần giữa này. Rồi, và bây giờ thì mời anh chị qua con đường Thăng Long nha. Con đường Thăng Long bên kia, mình sẽ qua bên kia xem sao nha. Đây là con đường Trần Quốc Hoàng anh chị ơi. Video này cũng khá là dài, nó có đâu đó tầm 1 tiếng đồng hồ nha anh chị. Tầm 1 tiếng đồng hồ lần đó, nếu mà anh chị có thời gian thì anh chị là có thể xem nhiều hơn, không thì anh chị có thể xem nhiều lần. Ok, chúng ta đang có mặt trên cây cầu vượt Cộng Hòa. Cây cầu vượt trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là cây cầu vượt đó là dài 1 km nha anh chị. Và các cái trụ của nó, các cái trụ của nó rất là kiên cố và cứng cáp hơn cây cầu này nữa nè. Ok, chúng ta đang có mặt ở con đường Thăng Long.
đường Thăng Long. Bây giờ mình sẽ đi qua một phía bên đây cây cầu vượt Phan Thúc Duyên. Ủa sao em để thấy trong cái chữ là Phan Thúc Duyên chứ đúng đúng không? Em thấy trong cái tờ báo là để Phan Thúc Duyên, cái nãy cho mình quên có cái bảng tên gì. Rồi sau này cái đoạn này bị đập bỏ nhiều lắm nè anh chị nè, đây. Sau này là họ đập bỏ luôn cái phần này nè, đây họ đang thi công lại. Đấy, con đường này sau này nó mở rộng lắm nè, 48m anh chị. Ok, mình cùng đi vào cái đoạn cầu vượt nha. Đây, trước mặt chúng ta chính là cây cầu vượt Phan Thúc Duyên và Trần Quốc Hoàng. Đây là bên phía bên đây cầu ha. Sau này họ đập vô đây nhiều lắm anh chị ha. Đó, cái cầu này có hai làn xe nha anh chị, hai làn xe. Rồi mình đứng ngay được rồi ha, mình khỏi ra trước nha anh chị ơi, mình khỏi ra đoạn trước nha, đứng đoạn này được rồi. Đây là gói thầu số 9 đúng không? Để em coi, đây đúng rồi, đây là gói thầu số 9 anh chị. Hầm chui đường về hè. Bao nhiêu km ta? Này nó không đỡ chiều dài bao nhiêu km cả. Ok, rồi. Coi như là mình chị 31 tháng 5 nha, thi công từ ngày 5 tháng 8 2023 đến ngày 31 tháng 5 2024 là thi công rào chắn. Ok, chúng ta cùng đi vào trong xíu anh chị ơi. Sau này cái đoạn này mở rộng lắm anh chị, họ đã xây tường rào bên trong rồi. Họ đã xây hết tường rào rồi ha, bây giờ họ đập ra là xong rồi. Quan trọng là phía dưới này nè, cái tường rào phía dưới này có đập hay không nè. Chứ còn trong đây họ đã xây tường rào rồi nha. Đây anh chị, con đường này nè, nó mở rộng lắm nha. Bây giờ chúng ta sẽ, em sẽ đi vào cái khu mở rộng cho anh chị coi có đường Ok, mình sẽ đi vào. Đây là con đường Thăng Long nha anh chị ơi, con đường Thăng Long nè. Trong đây anh chị coi nó đi vào rộng không, nó đi vào phía trong luôn, 48m anh chị ạ. Trong đây thì bên trái thì không đập bỏ gì anh chị, bên phía tay phải đập bỏ rất nhiều. Đấy 14 phần đất, 14 phần đất mà đất của bộ quốc phòng không à, cho nên là không có đền bù, đất của nhà nước mà không có đền bù nơi, cho nên là chỉ lấy lại phần đất để thi công thôi chứ không có đền bù. Đây anh chị, họ đập vô tới đây luôn nè. Đó, đập vô khá là nhiều luôn anh chị ha. Ok, đây là phần đập vô nha anh chị. Bên kia là đất của nhà dân, còn bên đây là của nhà nước, cho nên là bây giờ họ lấy vào phần đất của nhà nước thì đỡ đền bù. Đây anh chị ơi, đây là cái cổng, đây là hướng cổng đi vô của rồi, đây là hướng cổng đi vô anh chị. Em cho anh chị coi lại cái bản đồ cho nó dễ hình dung nha. Anh chị nè, mình đang đứng vị trí này anh chị. Đây này, con đường Thăng Long nè anh chị, con đường Thăng Long thấy không? Đó, mình đang đứng ở vị trí này anh chị. Cái nãy mình đứng vị trí này, con đường Thăng Long thấy không?
vừa cái vị trí trước mặt chúng ta đây nè, đó chạy vô đây. Cái chốt biên phòng bên giữa chị, cái chốt đó là ngay đây. Chạy vô đây gặp đường ra đường Cộng Hòa nè, không? Chạy vô xíu nữa gặp nhà ga T3 nè. Cầu vượt nè. Và chạy chút xíu nữa là dưới đường Hoàng Hoa Thám nè. Hoàng Hoa Thám nè, Trần Văn Danh nè. Và chạy xuống nữa là gặp đường C12, C12 tới đoạn này thôi là bắt đầu nó ôm cua anh chị, đây nè. Đây ha. Rồi, đây là một phần của con đường Trần Quốc Hoàng nha. Đây. Mà con đường này trên Google Maps hiện nay nó có đổi tên là Phan Thúc. Em đọc ngọng ta. Đây là con đường Phan Thúc Duyện anh chị, nè không? Báo viết sai, em đọc sai vậy ta. Đây con đường Phan Thúc Duyện nha. Nè, Phan Thúc Duyện. Qua giờ em đọc là Phan Phúc Duyên. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi qua con đường E18 và đường Hoàng Hoa Thám nha. À, phía trong thì hôm qua em quay rồi anh chị nha. Phía trong thì qua em quay rồi. Em để video đó phía dưới phần comment nha. Anh chị cần xem phần video. Anh chị xem video ngày hôm qua đó, phía trong đó anh chị thì xuống phần comment, click vào đường link để xem phần video đó nha anh chị. Ok, và giờ mời anh chị cùng đi tiếp. Để mang mắt kính nè, chị ở trời nắng quá. Rồi, ok. À, nhà ga T3 có mức đầu tư là 11.000 tỷ. À, khi mà đưa vào khai thác là cuối năm, Tết năm 2025 là đưa vào khai thác được rồi đó anh chị. Thì nay con đường Trần Quốc Hoàng đã đổ dầu rồi. Đã đổ dầu rồi. Ok, chúng ta đi nào. Bây giờ mình ra con đường Thăng Long để đi vào con đường E18 nha anh chị ơi. Đây là con đường Thăng Long và bên phía tay trái chúng ta chính là doanh trại, chính là công ty quản lý bay miền Nam. Bên phía tay phải chính là nhà dân. Đây rồi, con đường Cộng Hòa. À, cái con đường Hoàng Hoa Thám đó anh chị, em quay rồi. Em quay riêng một video luôn. Cho nên là riêng con đường Hoàng Hoa Thám là em đi phía trong đi ra nha. Con đường 18E nè, là em đi phía ngoài đi vô. Còn con đường Hoàng Hoa Thám thì đi phía trong doanh trại quân đội đi ra. Rồi chúng ta sắp tới, đây là nhà hát quân đội anh chị nha. Nhà hát quân đội.
con đường E18 đây. Rồi, con đường E18 là con đường này đây anh chị nè. Đây là con đường, đây là con đường E18 nha anh chị. À, con đường E18 là con đường này nè anh chị nè. Nè, Trần Quốc Hoàng đi vô đúng không? Con đường E18 là con đường này anh chị. Đó. Mình vào con đường này đi xuống xíu là gặp nhà ga T3 rồi. Trước nhà ga T3 có cây cầu vượt dài 1 km, cầu vượt cạn anh chị. Rồi xuống đây Trần, xuống đây là Trần Hoàng Hòa Thám nè anh chị ha. Mình đang đứng ở con đường là 18E. Con đường này mở rộng là khoảng 35m anh chị. Con đường này á. Ok, không, con đường này mở rộng là 25m nha, 25m. Con đường chính Trần Quốc Hoàng là 48m. Ok, mình đang ở con đường 18E Cộng Hòa đi vô anh chị nha. Đây, như vậy nhà ga T3 có 1 đường đi vô, 2 đường đi vô, 3 đường này, 1, 2, 3, có 4 đường đi vô anh chị nha. 4 đường đi vô nhà ga T3. Ok, và giờ chúng ta cùng xuống con đường Hoàng A Thám. Đường Hoàng A Thám thì em quay rồi anh chị ơi, em quay con đường Hoàng A Thám rồi nha. Bây giờ em tắt máy. À, bây giờ em tắt máy. Thôi em đi luôn nha, em mở máy đi luôn. Bây giờ em chạy xuống đây. Hoàng A Thám em quay rồi, em quay từ cái đoạn trong đi ra ngoài nha. Ok, bây giờ em chạy một đường, chạy thẳng xuống đây nha. Mình sẽ xuống con đường C12 luôn. Ta. Đây là cây cầu vượt Hoàng Hoa Thám anh chị ơi. Cầu vượt Hoàng Hoa Thám nha. À, cầu vượt Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám. Tai nạn giao thông liên tục luôn anh chị. Thật sự là may là nó ngã vô trong. May là ngã vô trong anh chị, còn ngã ra ngoài là chết. Cái đoạn mình mới đi ngang qua đó, may là ba cái xe đụng nhau mà nó ngã ra ngoài. À, may là ba chiếc xe đụng nhau mà nó ngã vô trong, còn ngã ra ngoài là nằm dưới bánh xe hơi rồi. Và bây giờ mời anh chị cùng đi vào con đường Hoàng Hoa Thám nha anh chị ơi. Đường Hoàng Hoa Thám nha, chúng ta cùng đi vào con đường Hoàng Hoa Thám. Thì hôm nay mình sẽ đi con đường Hoàng Hoa Thám anh chị nha. Trước mặt chúng ta chính là doanh trại quân đội nhân dân. Và đi lên, đi vào phía trong
quẹo tay phải đi lên khoảng mấy chục mét là chúng ta tới cây cầu vượt trước nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất đang xây dựng anh chị nha. Đi vào đó quẹo tay phải lên khoảng 100 mét đi là chúng ta gặp nhà ga T3. Trước nhà ga T3 thì có cầu vượt cạn dài 1 km anh chị ạ. Ok, thì bây giờ mình đi con đường Hồ Ngã Thám nha. Hồ Ngã Thám hiện nay của nó thì rộng 8 đến 10 mét, bây giờ mở rộng lên là 22 mét anh chị. Bây giờ được mở rộng là 22 mét nha. Rồi thêm thông tin là với vốn là 300 tỷ đồng hoàn thành năm 2025, nhưng mà năm 2016 đó, lúc đó dự định thi công thì hết 255 tỷ, nhưng mà mãi tới tháng 7 năm 2022 mới thi công thì cái vốn nó đội lên là 291 tỷ. 255 tỷ đội lên thành 291 tỷ ha. Và 8 đến 10 mét được mở rộng thành 22 mét nha anh chị. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng đi. Ok, và giờ chúng ta cùng đi trên con đường Hoàng Hoa Thám anh chị ơi. Đây, con đường Hoàng Hoa Thám thì mình xem nó được mở rộng như thế nào nha. Mình đi từ góc là doanh trại quân đội đi ra đây. Ở đó anh chị thấy con đường này nó mở rộng vô tới trong nè. Đây, từ đây chạy dài vô tới trong. Mấy cái nhà xây lâu rồi đó thì họ mới đặt thôi, còn cái nhà những xây gần đây thì họ xây đúng lộ giới của họ, cho nên là không vấn đề gì hết ha. Bên kia thì cũng ít căn bị đập hơn bên đây. Đây có mấy căn họ mới sửa lại nè anh chị. Đây mới sửa lại ha. Cái căn này họ chưa đập nè, họ chưa đập phía trước nè. Đó, mấy căn này là họ mới sửa lại hết nè. À không phải mới sửa, họ mới đập ra phía trước. Đập phía trước ra. Bây giờ là 8 mét nhá, đường 8 mét, tính luôn cái làng, tính luôn vỉa hè là 10 mét, và bây giờ thì được mở rộng thành 22 mét. Giá khởi công năm 2016 là 255 tỷ, và bây giờ đội lên là 290 tỷ ha. Sau này năm 2025 sân bay đi vào hoạt động thì khu này em nghĩ là sẽ rất là đông vui, bởi vì nó trở thành cái cửa ngõ ra vô của sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc đó rất là đông khách, cho nên là ở đây sẽ mọc lên quán ăn, quán cà phê, khách sạn chẳng hạn.
Trời, cái căn này chùa. Sau này hàng cây này cũng bị cưa đi hết luôn ha, rất là uổng nè, rất là uổng luôn anh chị ạ. À, cái hàng cây này cũng phải trồng được nó cũng phải mất mấy chục năm trời, nay vì chuyện đại sự nó phải cưa đi. Tính ra là con đường này mở rộng gấp đôi luôn, 8 mét làn đường và 2 mét lề nữa là 10 mét, và hiện nay được mở rộng thành 22 mét, như vậy là 4 làn xe. Ở đây có một cái công trình, có một cái công trình đang xây dang dở là bỏ không luôn ha. Đây là văn phòng của một công ty dược. À, hiện nay họ cũng trả lại rồi anh chị ơi. Họ trả lại rồi. Bên kia thì họ đang rào chắn lại để xây dựng bức tường rào ngăn cách giữa con đường và mảnh đất của Bộ Quốc phòng. Mốt là cái dãy này bị đập hết nè, đập hết luôn. À, đập hết, họ đang xây dựng nè anh chị. Họ đang xây đúng không?
không biết cái đoạn này là họ đập ra họ xây nhà mới hay sao nè. Cái này chắc họ đập ra họ xây nhà mới anh chị ha. Còn là sau này góc này làm rộng lắm chị, góc này làm rộng để người ta bo xe ôm cua cho nó dễ đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà em nghĩ rằng bị giải tỏa nhiều nhất đây. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi trên con đường Cộng Hòa để đi về con đường C12 để xem ở dưới đó họ thi công tới đâu rồi nha. Đường Phan Nhân Trung anh chị thì hình như là cũng là một cái tuyến đi vào, cũng là một cái lối đi vào của đường Trần Quốc Hoàng thì phải. Thì hôm nào em chạy xe em vô coi thử ha. Với lại là em nghe một cái anh ảnh comment, thấy một anh ảnh comment là đi con đường này vào cũng được, cũng là vào được con đường Trần Quốc Hoàng để vào nhà ga T3. Và nhà ga T3 có kế hoạch là xây dựng từ năm 2016 lần anh chị. Nhưng thì đến năm 2023 thì mới bắt đầu đi vào xây dựng. Ok, chúng ta đang đi về con đường đi về cái Tân Kỳ Tân Quý và Trần Quốc Hoàng nha. Tân Kỳ Tân Quý C12. Cái con đường Cộng Hòa này nếu mà sau này không được mở rộng đó, ngày Tết thì nó còn kẹt xe nặng hơn thông thường nữa anh chị. Vì bây giờ nếu mở rộng nhà ga T3 thì người ta sẽ đi con đường này nhiều hơn. Đi con đường này nhiều hơn mà con đường này không có mở rộng thì chắc chắn sẽ kẹt xe nhiều hơn rồi. Nó sẽ giảm kẹt xe trên con đường Trường Sơn thôi. Còn con đường này tất nhiên cái lượng xe từ con đường Trường Sơn sẽ đổ về con đường này, coi như là con đường này kẹt xe nhiều hơn lúc chưa có nhà ga T3. Yeah.
rồi, đây rồi. Anh chị chúng ta đang ở con đường Cộng Hòa và C12 anh chị ơi. Rồi công viên Hồ Văn Thụ nè anh chị ha. Đây là con đường Cộng Hòa và C12. Sau này không biết ở đây có xây cầu vượt hay không, mà nghe thông tin là trên con đường Tân Kỳ, Tân Quý và Trường Chinh thì chỉ có một cây cầu hầm chui, còn đoạn này không có anh chị ha. Đoạn này thì sẽ mở rộng thêm hai làn xe nữa anh chị, sẽ lắng vào trong, mở rộng vào trong hai làn xe nữa ha. Chúng ta đang ở đoạn này anh chị nha, đường C12. Đi vào tới đây là gặp con đường Trần Quốc Hoàng nha. Đây con đường Trần Quốc Hoàng chạy dài từ công viên Hồ Văn Thụ về tới cuối đường C12 anh chị ha. Ok, và bây giờ thì mời anh chị cùng đi vào con đường C12 nha. Chúng ta đang đứng góc C12 và Cộng Hòa anh chị nha. Đây con đường C12 và Cộng Hòa đây. Hoàng Hoa Thám đây. Đường 18E đây. Rồi nhà ga T3 nằm đoạn này ha. Ok, mời anh chị cùng xem đoạn đường này thi công tới đâu rồi nha. Và trước mặt chúng ta thì sẽ mở rộng tới con đường Phạm Văn Bạch nha anh chị. Sẽ mở rộng tới Phạm Văn Bạch thêm mấy làn xe nữa đó. Ok, chúng ta cùng đi. À, bây giờ thì là cái giờ nghỉ trưa, mình không đứng bên ngoài nhìn vào trong được, mà mình sẽ vào trong để nhìn ra ngoài nha anh chị. Ok, chúng ta cùng vào trong để nhìn ra ngoài. Hay là em thử leo lên trụ điện ta. Ok, đi vào một đoạn nữa mình leo lên trên trụ điện nhìn. Bây giờ tầm khoảng là 1 giờ kém rồi anh chị ơi. Cũng may mắn là hôm nay trời nó không có nóng lắm, cũng mát mát. À, bên ngoài thì họ che tôn kín quá, để mình vào bên trong luôn, bên trong trong kia. À đây có một cái chỗ này. Cái chỗ này không biết là leo lên được không, để em cua xe rồi coi. À bên trong xe họ đang đổ đất luôn anh chị. À cái đoạn này thì đang bị dính phải, dính phải là mấy căn nhà họ chưa đồng ý với giá đền bù, cho nên phía trước mặt chúng ta cái đoạn này nhìn thấp nè, mình đứng nhìn vô trong được nè anh chị ơi. Ok, mình đứng nhìn vô trong từ cái đoạn này đi ha. Ok, chúng ta đứng lên nhìn vô trong rồi coi. Đó. Đứng đây nhìn như trong thoải mái luôn chị ha. Nói chung là họ đã có đủ mặt bằng rồi anh chị nè. Bây giờ họ tiến hành là đổ đất đá lên thôi, chứ mặt bằng thì họ có đủ rồi. Đó ha. Họ đang tiến hành đầm đường nè. Đây, phun nước đầm đường. Còn đoạn đường này em nghĩ là khoảng 25m anh chị nha. Và nó đang dính phải mấy căn nhà này anh chị. Họ chưa đền bù, họ chưa đồng ý với cái giá đền bù đó. Thì cũng đang còn phải họp và thương lượng lại. Đó, dính phải 9 căn nhà. 64 căn nhà anh chị. Riêng con đường này thì đụng phải 64 căn nhà. Và trong đó có 9 căn nhà thì còn phải thương lượng lại. Nói chung là như vậy anh chị. Cùng cụ thể chị đọc báo anh chị rõ hơn ha. Đây con đường này anh chị nè. Đây là con đường C12 nha. Cuối con đường C12 anh chị.
Ok, bây giờ mời anh chị đi vào trong. Đấy, rồi bây giờ mình đi vào phía sau anh chị ơi. Rồi phía sau này nè. À, cái đoạn này lúc trước thì em chưa quay tới đoạn này, nhưng mà đoạn này nó chưa cái giải tỏa anh chị. Và lúc này thì đoạn đường này nó đang giải tỏa làm gì ra. Ủa cái đoạn này là nó phải là làm con đường Trần Quốc Hoàng luôn ta. Đó, lúc trước là mấy cái cơ quan xí nghiệp này nó dài hết luôn. Và người ta đã gỡ tôn ra, đập bớt đi và thu hẹp lại rồi đó anh chị ạ. Đây anh chị, đây nó vướng mắc phải mấy căn nhà nè. Mấy căn nhà này họ chưa đồng ý với cái giá đền bù đó anh chị. Đây, thì em đọc trên báo thấy là vướng đó phải cái đoạn nhà này đây. Đây là con đường. Đấy, đây là con đường này anh chị ha, nó ôm cua. Con đường C12 nha anh chị. Ủa, con đường này rộng quá anh chị ha. Quá trời rộng luôn anh chị. Nó lấy luôn con đường C12 và làm dài qua đây luôn mà. Đó. Sau này nó mở mái tôn ra là nới con đường C12, dỡ trụ điện đi, nới con đường C12 qua tới bên đây luôn hả? Trời, con đường sau này rộng lắm nè. Và như vậy là nó sẽ đập luôn bức tường này, đúng không anh chị? Đập luôn bức tường này ha. Đập luôn bức tường này và làm luôn trên con đường này anh chị nè. Như vậy là con đường Trần Quốc Hoàng, đây là đoạn... À, đây là đoạn giao nhau giữa con đường C12 và con đường Trần Quốc Hoàng đó anh chị. Rồi sau này họ đập luôn bức tường rào này ra. Đây là con đường Trần Quốc Hoàng ha. Rất là rộng anh chị nha. Ôi, người dân Sài Gòn đây anh chị ạ. Nói tới Sài Gòn thì người ta nghĩ là ở đây là một Sài Gòn hoa lệ, những con người trí thức. Nhưng mà cái khu nào mà vắng vắng người là toàn là rác không, đúng không? Đây anh chị, sau này cái khu này là bay luôn á chị ha. Khu này là bay luôn nè. Và tất nhiên là ồ, cái hồ này còn anh chị ơi. Họ không có đất để mà lắp con hồ, cái hồ này hay sao ta? Không có thì lắp rác hoặc lắp gì lên tạm đi rồi từ từ lắp dần. Cái đoạn này không phải chị. Có con đường Trần Quốc Hoàng là con đường phía trong nha. Đó, phía trong đó anh chị. Mình đứng đây xíu đi. Đây. Đó ha. Họ làm bao cát hay bao gì đó. Rồi con đường Trần Quốc Hoàng là con đường từ bao cát nó tính vàng ha. Cái khu này là không phải nè. Cái khu này là không phải đây ha. Cái hồ nước đây sao họ không cho đổ xà bằng, đổ gì đó cho lấp luôn cho rồi. Để nó nguy hiểm quá trời. Ồ, cái con đường này vẫn chưa được thông anh chị. Con đường này thì vẫn dính một dãy nhà. Con đường này còn dính phải một cái dãy nhà nữa nha anh chị ơi. Đó, còn dính một cái dãy nhà trước mặt. À, anh chị coi video. À, dưới phần comment của em là một video em quay phía trong của con đường này. Mà tới cái đoạn là 12 phút 30 giây anh chị. 12 phút 30 giây là em quay kết thúc của con đường Trần Quốc Hoàng phía trong. Bởi vì nó còn dính mấy cái căn nhà phía trước mặt á. Và đây chính là điểm nối ha. Đập sau này người ta giải tỏa mấy căn nhà đi là nó sẽ nối con đường từ cái video phía trước là 12 phút 30 giây với cái đoạn đường này là xong con đường Trần Quốc Hoàng anh chị nha.
Ủa, con đường này sau này rộng lắm anh chị nha, 48 m anh chị ạ. Anh chị ơi, bây giờ chưa nắng mà họ thi công luôn anh chị, lúc này là tầm 1 giờ kém nè. Video này em bắt đầu từ khoảng 12 giờ kém đến 1 giờ kém. Nói chung là do mình chia nhỏ ra, mình quay nhiều cái đoạn rồi mình ráp chung á cho nên nó đỡ. Đây con đường Trần Quốc Hoàng anh chị ha, nó đang vướng phải mấy căn nhà phía trước anh chị. Rồi, bên đây là doanh trại quân đội. Và con đường Trần Quốc Hoàng đi qua 14 mảnh đất, 14 mảnh đất của 14 doanh trại quân đội và 64 căn nhà anh chị ơi, em nhớ là như vậy đó. 14 mảnh đất của 14 doanh trại và còn nhiều lắm, mà trong đó là có thêm là 64 căn nhà nữa. Nhưng đó, trong đó có 9 căn nhà thì chưa thương lượng được cái giá đền bù. Và người ta sẽ cấp một cái mảnh đất để mà làm cái khu tái định cư, nhưng chưa biết mảnh đất đó sẽ là nằm trong khu nào anh chị ạ. Chưa biết, chưa có thông tin luôn. Ok, đây là con đường Trần Quốc Hoàng. Hai bên là cống ổ điện anh chị ha. Đây hai bên là họ đang đi đường dây điện hai bên anh chị. Rồi, lúc trước là mấy cái tòa nhà này nó chạy dài qua bên đây luôn nè ha. Rồi xong họ đập bỏ, họ thu hẹp lại rồi đó anh chị, thu hẹp lại rồi đó. Chứ lúc trước nó dài qua bên đây luôn nè. Ồ, kia lột bãi rác. Mà sao không lắp luôn cái hồ này cho nó đẹp ha. Lắp luôn cái hồ này cũng quá đẹp rồi. Đó, con đường Trần Quốc Hoàng anh chị ha. Nó còn vướng mấy căn nhà ở trong khu này anh chị nè. Mà sau này họ đập bức tường này ra. Rồi đập, họ đang thi công phía trong rồi mà đập bức tường này ra. Và giải tỏa thêm mấy căn nhà đó nữa là con đường Trần Quốc Hoàng. À, không, thêm mấy căn nhà ở đây gì chứ. Đó, nó vướng mắc như vậy đó anh chị. Vướng mắc mấy căn nhà ở đó, rồi vướng mắc thêm mấy căn nhà ở đây nữa. Cho nên là con đường Trần Quốc Hoàng này, theo báo chí họ phỏng vấn những người đứng đầu trên thi công con đường này, họ nói rằng rất có thể là sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì hiện nay chưa có một giải pháp nào. Thành phố họ đang họp để mà đền bù cho người dân. Ok, video của em tới đây thì cũng xin tạm thời được kết thúc ha. Bây giờ mình sẽ đi ra con đường Cộng Hòa nha anh chị. Trong đây toàn là doanh trại quân đội không anh chị nha. Con đường Trần Quốc Hoàng thì dài 4 km anh chị. Giá đầu tư thi công con đường này là 4.800 tỷ. Ok, khu này là xong xuôi rồi anh chị nè. Khu này giờ họ đập bỏ là bức tường là xong rồi. Đó, khu này giờ họ đập bỏ bức tường là xong nè. Nhưng mà vướng là vướng phải cái đoạn nhà này nè. Đây, vướng phải cái đoạn nhà, cái ôm cua cái đoạn này đây. Đây, vướng phải cái đoạn này anh chị ơi. Và phía trong kia cũng có vài căn nhà nữa. À, đọc trên báo thì mình thấy rằng là sẽ có hai đoạn hầm chui, công viên Hồ Văn Thụ và con đường Trường Chinh, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Ủa, như vậy là Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì mình chưa thấy thi công nơi, chưa thấy đồng tỉnh gì luôn. Ok, và giờ chúng ta cùng ra con đường Cộng Hòa nha. Sau này thì người ta sẽ di dời trụ điện hoặc là làm điện âm dưới lòng đất ha. Thì lúc này con đường này sẽ mở rộng ra là 48 m, rất rất là rộng luôn.
tất nhiên con đường này mở rộng thì ra con đường Cộng Hòa người ta cũng sẽ mở rộng con đường Cộng Hòa ra, mở ra cái chỗ cái đoạn này thôi anh chị, mở cái đoạn này thôi nè. Bởi vì mở cái đoạn này thì nó sẽ lắng vào phần đất của Bộ Quốc phòng, cho nên là đỡ phải đền bù. Đây, giờ con đường phía trong cũng đang được mở rộng anh chị, phía trong họ đang mở rộng cái đoạn này đây. Rồi, phía trong này họ đang làm đường anh chị nha. Đó. Sau này họ mở rộng đường vô tới bên trong luôn nha. Đó ha, mở rộng đường vô tới bên trong luôn. Như vậy là thêm được mấy làn xe nữa. Thêm chắc cũng được hai làn xe anh chị ơi. Chứ nếu không thì nó sẽ tạo ra nút thắt cổ chai ngay cái đoạn này. Phía trong này sau này họ đang mở rộng đường đó anh chị, họ đang thi công phần đường phía trong rồi mở rộng ra. Rồi họ mở rộng tới đoạn này luôn anh chị ơi, mở rộng tới đoạn này nha. Rồi ok, video xin tới đây là tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn chị đã theo dõi video về các con đường mở rộng, các con đường vào nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi, xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng được bình an, vui vẻ, hạnh phúc.